có một bạn tôi cũng không muốn không cần nhắc tên nữa chương trình cho em hỏi bà em mất được 30 ngày thì con dâu bà bị ung thư cũng mất theo như vậy nhà em có cần làm lễ cúng trùng tang không ạ à? em xin cảm ơn ở đây thì cái khái niệm trùng tang chúng ta nên hiểu khi một người mất đi mà trong những người còn đang chịu tang ấy đang quấn một cái khăn trên đầu này thì lại có một người khác chết và cái người khác ấy lại cũng phải chịu tang nữa thì gọi là trùng trùng tang ấy tên là hai cái tang trùng nhau gọi là trùng tang đấy ở đây là chúng ta thấy khái niệm trùng tang nó có nhiều những cái xảy ra thì chúng ta cứ do cộng nghiệp, cộng nghiệp là ví dụ như có những đoàn người cùng làm một việc gì đó, cùng đi một chuyến thuyền bị cả cái thuyền nó tai nạn thì tai nạn hết. Hay cũng có người cả đi trên một chuyến máy bay, tìm một cái máy bay tai nạn, thì nó cũng cùng bị tử nạn hết, trùng nhau. Nhưng cái trường hợp trùng nhau người ta không gọi chúng ta vì mỗi người mà họ khác nhau cho nên là không các con cái của những người đó không không phải tang nhưng mà chết trùng một ngày vậy chúng ta biết là cái chết trùng khác với trùng tang ở chỗ này chỉ những người nào trong dòng họ phải tang thì mới gọi là trùng tang còn không trong dòng họ nhưng chết cùng ngày cũng không gọi chúng tang mà chỉ trùng ngày thôi chết trùng vào cái ngày đó cùng nhau chết và cái đấy là do gì à, ở đây người ta gọi là à, cộng nghiệp. Cộng nghiệp tức là cùng làm một cái gì đó thì cùng kết thúc. Cũng giống như là cộng nghiệp chúng ta nói này cho dễ hiểu, ví dụ như các cái đội bóng ấy, là cùng phấn đấu với nhau, nếu mà được lên ngôi vô địch thì tất cả à, à 25 cái ông hoặc là 30 ông trong cái đội bóng ấy cùng được nhận à huân chương à, vàng chẳng hạn, đấy gọi là cộng nghiệp với nhau thì cùng được hưởng với nhau. Nhưng mà nếu hỏng hoặc là thua thì thua hết cùng chịu với nhau gọi là cộng nghiệp thì có những trường hợp do phát nguyện do phát nguyện mà sinh ra có những người mà khi yêu nhau lấy nhau thì gì thề không sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng sinh nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm các bác có thấy trong trong uh, thực tế có những người thề như thế chưa đấy chứ ba anh em lưu quan trường đây Uh, thề đấy, thề coi như là uh, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì khi cái chết ấy xảy ra thì đúng là trong hạn thời hạn trùng tang là cũng cũng đến đấy, tuy không dụng một cái chúng ngày nhưng hầu như cũng cũng na ná, ná trong cái khoảng thời gian đó. Thì ở đây là gì? Do cái sự phát nguyện, uh, do hoặc là do cái nhân quả cùng làm, đấy cùng làm cùng một việc với nhau và cùng một, chịu một tai nạn như nhau, gọi là cùng cộng nghiệp với nhau rồi hay là do cái cùng một cái bệnh lý ví dụ như trong cái đợt covid thì các bác thấy không có bao nhiêu người chết cùng nhau cùng do cái bệnh dịch nó chết đi. chết cả làng cái gọi là covid vũ hán ấy rồi là cả dịch bệnh bao nhiêu triệu người chết đấy chứ tức là cùng một đợt ấy chết luôn ấy cứ gọi là do bệnh lý bệnh dịch di truyền hoặc là do cái truyền nhiễm nó sinh ra hoặc là à, cầu nguyện, à, bắt đầu dẫn nhau đi yêu nhau, à, đi à, thề nguyện. Ôi bây giờ anh em à, chúng ta tôi thề, anh em mình thề với nhau là thôi sống, sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Đúng không? Đầu bạc răng long. Thì bây giờ đầu để bạc rồi răng long mà nguyện chết với nhau. Thì nguyện chết với nhau thì đến, đến khi cuối đời thì ông chết thì bây giờ tự nhiên xem bà chuẩn bị chết theo Úi giời các con cháu tôi chết chúng ta phải bắt đầu đi mời cái ông thầy đi cũng đen beng mà tôi chết rồi chúng ta chúng ta thế nhưng quên rằng cái thầy còn trẻ đã thắp hương thề nguyện với nhau thậm chí cũng có cái vùng ấy người ta còn dẫn nhau nên nên cái cái đền ấy xong là lại còn có cái khóa xong móc vào với nhau xong là để khóa xong là vứt cái chìa khóa xuống sông có cái cầu nặng chịu cả cái cầu đi rồi, rồi tức là thề rồi thề là sống Ừ, đầu bạc do nong hoặc sống chết có nhau thì do cái lời nguyện của mình đấy chứ nhỉ? Có phải không? Tức là do thề, đấy. cho nên cũng có cái dạng là thề là do cái đôi nó thề, còn cũng có người do bố mẹ con, à, à, con không thể sống một mình phải có cha có mẹ vẫn thì người ta thề nguyện với nhau đấy mà tự phát nguyện, tức là từ cái lời thề nguyện đấy. và um, với nhau cho nên ở đây là à, chúng ta phải cần phải xét xem về cái tín ngưỡng tâm linh nó vô cùng vùng quan trọng và trong chiến tranh chúng ta thấy có những vụ mà khi một người này chết người kia ầm ầm chết theo và các bác biết có những tôn giáo nhá nó chết nó chết hàng loạt với nhau ấy không đùa đâu tức là nó chết tự nhiên là hàng nghìn người chết trên thế giới có những cái đạo chết hàng nghìn người chết một lúc với nhau cho nên cũng có do cái tín ngưỡng tâm linh Nói, nó mê tín như thế Hiện nay cái đạo đức chúa trời mẹ bảo thôi giờ chuẩn bị lên thế giới thế gian chuẩn bị là 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 ngày tận thế cho nên chuẩn bị lên cái ghế sẵn ở trên trời ngồi rồi, rồi bây giờ chuẩn bị lên trên đấy đi. Thì ở dưới đấy là thôi ở dưới này không cần có một loạt thằng nghìn người cùng chết để được lên cùng cái thế giới trên kia. Đấy là do cái tín ngưỡng nó mê tín nó sẽ là như vậy cho nên sẽ sinh ra những gọi là chết chung hay là trùng tang nó là như vậy. Cho nên là riêng trường hợp nhà mày à nhà mình là mất bà mình bà một người bà mất 30 ngày xuống đến con dâu tiếp tục trong 30 ngày cũng chết nữa thì đương nhiên là cái đấy là trùng tang là đúng rồi nhưng còn phải có làm lễ hay không thì chúng ta cũng phải xem là cái uh, kỹ về mặt nguyên nhân chết là cái cái cô con dâu ấy chết ấy. À, là à, ung thư ấy không phải đúng cái ngày đâu mà có thể là nó tiềm ẩn từ lâu rồi. Nhưng đặc biệt là khi ung thư ấy, mà gặp đám ma thì cái sự phát triển của ung thư rất là nhanh. Chúng tôi đã biết rất nhiều cái ca đã bị ung thư mà đi viếng đám ma hoặc là cái bị chó dại cắn thì nó bùng phát lên nhanh lắm. Tức không hiểu sao là khi bị chó dại cắn đi dự đám ma là nó bùng cơn điên lên, thì cái virus vi trùng dại nó cũng vậy thì cái vi trùng ung thư nó cũng giống như là vi trùng chó dại đi thì gặp những cái tín hiệu mà đám ma nó cũng bùng lên rất ok nó rất là nhanh thì cái đấy nó cũng là do về vấn đề sinh học nữa còn về tâm linh như thế nào không biết cụ thể thì cái trường hợp nhà bạn cũng phải đến soi chứ bây giờ mình nói một thứ cứ thấy chết cái là à, bảo là tâm linh ở kia thì cũng rơi vào mê tín Bà nói một chiều quá Thì không phải nhà nào cũng giống nhà nào đâu Mỗi người một nghiệp khác nhau Cho nên là đến để soi tâm linh Nhưng ít nhất khi chết chúng ta cũng phải làm lễ Cúng mà Cúng ở đây không phải len beng cúng thần trùng như người ta nghĩ Mà hãy khai thị và làm những việc thiện nguyện Cho cái phần vong linh ấy được an lành cho dù trùng tang hay không trùng tang, người ta cũng cúng cho cái phần vong linh của mất ấy, được an lành để cho nó đến một cái cảnh giới tốt hơn thì tôi nghĩ gia đình nhà bạn có thể đến chúng tôi sẽ tặng cho quyển sách về tự cúng hay đến đây soi tâm linh cũng được Thì hoặc là nhà mình có điều kiện cầu nguyện cầu siêu cho phòng vong cũng được hoặc đến đây cầu cầu siêu của vong hoặc là soi tâm linh cơ quan chúng tôi vẫn làm thường xuyên và làm từ thiện ở đây không không mất tiền nong gì cả thì mời các bạn cứ đến số một đông tác thì chúng tôi sẽ có những cán bộ nó trợ duyên cho việc làm cái việc này, kể cả việc cúng tâm linh và cúng chúng ta